Đó, bây giờ nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng cô với em Ngọc cũng quen rồi đấy. Vâng, cô với em Ngọc cứ cảm thấy thoải mái là được ạ. Ừ, cháu ra chơi với em đi, cô đơm xôi cho ăn, ngon lắm đấy. Vâng ạ. Bún ngon chị ạ? Bún ngon hay là xôi ngon? Này, quả tóc tai xăm trổ vừa nãy lại đấy. Thì là hàng xóm nhà em thôi. Hàng xóm á? Ừ. Hàng xóm mà có cái kiểu... Bún Bắc Giang nấu ngon nhất mẹ. Cho cô gửi lời cảm ơn mẹ nhá. Vâng. Con ăn xôi đi. Úi dồi ôi, cô lấy nhiều thế. Cháu ăn sáng rồi. Thế cháu đang giảm cân. Đấy, chúng mày cứ thế bảo sao, lấy đâu ra sức khỏe hả con? Úi dồi, con khỏe lắm, cô yên tâm. Thế ra chơi hôm nào? Con ra được vài hôm rồi, nhưng mà lu bu quá, cho nên là bây giờ mới đến thăm cô với cả Ngọc được ạ. Bốc phết, chị Hân kể hết cho em rồi. Chị ra được cả tuần rồi, nhưng mà mãi đi chơi mẹ. Nào, nào, muốn ăn xôi không? Xôi gì mà xôi, em ăn bún. Chị đi chơi là đúng thôi, phải nghỉ ngơi thư giãn. Huống hồ lại vừa trải qua một biến cố lớn như thế. Ui gì, biến cố gì đâu. Chuyện ly hôn bây giờ quá là bình thường. Chả việc gì phải biết kịch hóa vấn đề, chị nhỉ? Kinh nhờ. Bây giờ các cô suy nghĩ tân tiến quá đấy. Mà mẹ cũng có nói rằng là bi kịch đâu. Mình chọn sai thì chọn lại. Đời con dai, mà dai thì còn nhiều, đúng không Lan? Cô chuẩn thế. Cháu sẽ chọn chồng thì khi nào ưng ý thì thôi, đúng không cô? Đúng rồi, phải ưng ý. Ui, mà cháu không nghĩ là cô lại trẻ trung hiện đại thế đâu. Mẹ cháu mà được tân tiến như cô có phải thích không? Này, mẹ cháu ý, thương cháu lắm đấy. Nếu mà con lỡ nói nhiều thì cũng cố mà nghe đấy. Dạ. Sau này con làm mẹ thì mới hiểu được tấm lòng của các bà mẹ con ạ. Trời ơi, tân tiến được hẳn 5 phút rồi lại quay trở về làm người mẹ truyền thống rồi ạ. Vâng. Thôi ngồi chơi với em đi, để cô vào lấy hộp đơm cho mẹ hộp xôi mang về biếu mẹ. Cháu không mang về được đâu, cháu phải đi có việc bây giờ. Cái gì? Muốn đi đâu thì đi, cũng phải mang xôi về biếu mẹ cho cô, nghe rõ chưa? Sao? Kể tiếp đi. Cái gì? Xôi sủng là ai đấy? Thì em không có gì. Thật. Mặt gian lắm. Ăn xôi đi. Ừ thì chị cũng ăn xôi. Nào, đêm.